mình khuyên các bạn thật lòng các bạn. Các bạn đừng có bao giờ mà có một cái tư tưởng là bán nhà, bán cửa, bán đất ở quê để lên Sài Gòn lập nghiệp. Đừng. Các bạn có thể chấp nhận ở thuê ở Sài Gòn, nhưng sau này chừng 5-60 tuổi, về già lớn tuổi, các bạn sẽ có một cái suy nghĩ giống như mình hiện tại. Kết thúc cái chuyến thử thách này, giờ mình mệt rồi. Mình mệt rồi các bạn, tại vì mình chỉ có một mình chạy thôi các bạn, nên mình mệt rồi. Bây giờ mình phải đi ăn rồi sau đó mình nghỉ ngơi một chút rồi mình chạy thẳng về Sài Gòn luôn các bạn ha. Trong chuyến này thì mình rất tiếc là mình không qua được An Giang các bạn. Mình không qua được An Giang. Nó hơi lệch một chút xíu so với kế hoạch ban đầu. Thì nếu mà các bạn nào có muốn thử thách gì, bất kỳ cái địa điểm nào, địa danh nào trên toàn lãnh thổ Việt Nam mình, các bạn để bình luận dưới. Muốn mình đến thì các bạn để bình luận bên dưới. Và cái bình luận nào mà có nhiều người like, thích cái bình luận đó nhiều nhất thì mình sẽ đến bất kỳ cái địa danh nào đó trên lãnh thổ Việt Nam mình. Mình sẽ đi bằng xe ô tô. Và nếu mà những cái địa điểm đó mà nó nằm trong sâu xa quá, ô tô không vào được, thì mình sẽ đèo theo một con chiếc xe cào cào của mình nữa. Tại vì mình có một chiếc xe cào cào, xe địa hình nữa. Mình sẽ mang chiếc xe cào cào đó lên cái thùng xe bán tải của mình. Thì mình sẽ đến cái địa điểm đó. Rồi sau đó nếu mà địa điểm mình đi vô đó mà không có chạy ô tô vào được, thì mình sẽ dùng chiếc cào cào địa hình của mình. Thì chiếc cào cào địa hình của mình á, là mình sẽ quăng lên cái thùng xe này. Nếu mà mình di chuyển bằng cái khoảng thời gian mà dài trên quốc lộ thì mình sẽ dùng chiếc xe này mình đi, bởi vì chiếc xe này nó che mưa che nắng cho mình được. Còn đến những cái địa điểm nào đó rồi mà ô tô không vào được, nó có thể vùng sâu, vùng xa, vùng núi hay cái gì cũng được, thì lúc đó mình sẽ hạ chiếc cào cào xuống và mình di chuyển bằng chiếc cào cào của mình. Thật ra là mình có chiếc cào cào nhưng mà để đắp chiếu ở nhà mà không có thời gian đi. Thì những bình luận nào của các bạn mà nhiều người ủng hộ nhất, bất kỳ những cái địa danh nào, địa điểm nào thử thách mình, mình sẽ đến thôi. Mình đang ở trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đi về hướng Sài Gòn các bạn. Mà cuối cùng bây giờ hết xăng rồi, dầu rồi các bạn. Bây giờ mình phải xuống lại cao tốc các bạn. Mình ra lại cao tốc để mình tìm cây xăng, mình đổ xăng rồi các bạn. Chứ mình không thể tiếp tục cao tốc được các bạn. Tại vì nếu mà mình hết nhiên liệu giữa cao tốc mình lại còn khổ hơn nữa. Thì mình thấy ở trước là nó có cái bảng chỉ dẫn là lối ra các bạn, lối ra bên tay phải thì mình sẽ ra các bạn. Mình sẽ ra cao tốc đi đã rồi mình vô lại sau các bạn. Mình sẽ nhập lại cao tốc sau, bây giờ mình ra để mình tìm cái cây như xăng dầu mình đổ trước các bạn. À, trên bản đồ nè. Trên phía trước là lối ra nên mình phải ra khỏi cao tốc nha các bạn. Nếu mà mình đi về, mình đang về Sài Gòn lại các bạn. Mình ở trên cao tốc này gọi là cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương. Nhưng mà mới đi tới trên cao tốc, toàn tuyến cao tốc này các bạn nè. Toàn tuyến cao tốc nè, nó không hề có một cái cây xăng dầu nào hết các bạn. Mà xe mình thì sắp hết xăng dầu rồi. Bắt buộc bây giờ mình phải xuống lại. Mình phải vòng xuống ngược lại các bạn. Xuống lại cái bè này các bạn. Mình phải xuống lại cái bè Tiền Giang nè. Là mình phải xuống đây rồi mình đi bên trong mình tìm mấy cây xăng mình đổ xong rồi mình đi theo quốc lộ mình về lại các bạn. Mình không đi cao tốc nữa các bạn, tại vì bị trên cao tốc không có hề có cây xăng dầu nào để cho mình đổ các bạn đó. Bây giờ nếu mà về Sài Gòn đi theo cái cao tốc tiếp thì phải đi hướng kia, còn giờ mình phải xuống lại bên này. Trời đang mưa lớn rồi các bạn, trời rất lớn, mưa rất lớn. Nên sau này nếu anh em nào cũng cẩn thận nha. Do mình bất cẩn quá. Mình không có không để ý. Bất cẩn quá không để ý, cuối cùng là phải xuống lại cao tốc để đi vào quốc lộ 1 lại để đổ xăng dầu các bạn.
trên toàn tuyến cao tốc dài nhưng mà không hề có cây xăng dầu hết. Trên đó nó cũng không có tuyến, không có làn dừng khẩn cấp luôn đó các bạn. Cũng nguy hiểm chứ không phải dễ đâu. Giờ mình sẽ đi lại theo quốc lộ mình về thôi các bạn. Mình sẽ đi lại theo quốc lộ mình về. Nó chậm hơn các bạn, chậm hơn nó cao tốc các bạn. Mưa rất là lớn các bạn. Hết hết xăng dầu, gặp cái cây xăng dầu này nó lại hết hết điện các bạn. Nó lại cúp điện các bạn. Sao mà hôm nay xui dữ trời. Xui dữ trời. Trời thì đang mưa lớn nữa nè các bạn. Từ trên cao tốc mình phải xuống dưới cao tốc. Mình ra khỏi, thoát khỏi cao tốc để mình tìm cây xăng dầu. Mà cuối cùng ra tới đây lại bị hết xăng dầu. Còn chạy thêm được mấy cây số nữa các bạn. Ê xài ơi. Sao mà xui vậy. Để kiểm tra coi cái cao tốc, cần kiểm tra coi còn cái xăng dầu nào gần đây không nữa. Sao cúp điện được trời, cái này nó không muốn bán hay sao chứ cúp điện được. Nhảm nhí thật chứ. Mưa lớn quá. Một triệu em trai. Cái cây xăng làm kiểu gì mà mưa nước chảy mà chưa rửa không? Thấp quá hả? Thấp quá nên chạy vô hả? Xây kiểu gì mà mưa nước không chảy ra mà chảy vô thì có trời. Nước rồi có tiền như vậy. Bị ngập đúng không? Chắc nó lún quá, hồi xưa chắc nó lấy mặt trời canh lún thấp hơn sao á. Sau thời gian nó lún xuống nè, chắc là vậy quá. Dưới đây đường nóng. Nó rộng. À. Đừng có sốt hết đỏ đỏ đúng không em? Cái này là em làm 3K hay là 2K? K 12 tiếng đúng không? Là làm ngày ngày nghỉ. Ngày làm ngày nghỉ. Hồi nãy anh đang chạy trên cao tốc hết xăng, có một trên đó nó không có cây xăng nên anh phải xuống lại đây đổ. Khổ mà. À. Trên cao tốc là chỉ có cây của Châu Thành nó lên nổi thôi, cái cây này lên nổi. Quan hệ không nói. Ừ. Tôi phải xuống dưới quay lại ngược lại. Cao tốc chỉ có Châu Thành. Dạ. Dạ. Chỉ có cây xăng cho nước các bạn, đâm ra mấy xe khác họ né. Nhưng mà xe mình có được gầm cao nên thôi. Để cứ túc tắc mà qua thôi các bạn. Xe mình gầm cao thì mình cứ túc tắc qua thôi chứ đâu có nhất thiết phải né các bạn. Đó là cái lợi ích của gầm cao thì qua bụng nước các bạn.
Thì bây giờ hiện tại bây giờ là mình đang đứng ở thành phố Tân An nha các bạn. Mình vẫn đang theo hướng về thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà mình sẽ về đúng cái nơi mình xuất phát là ở Tây Bình Phước của thành phố Thủ Đức nha các bạn. Bây giờ theo trên Google Maps thì mình còn cách đó là khoảng tầm 60 cây số nữa. Nói chung là nếu mà mình đi theo cái tốc độ của giao thông này á, thì bây giờ hiện tại mình phải mất một khoảng thời gian là khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ nữa các bạn. Tại bây giờ nó rơi vào buổi chiều rồi các bạn, nó rơi vào buổi chiều khoảng 3 giờ chiều rồi. Thì cái cách mà mình lưu thông nó sẽ không có, nó không được nhanh được nha các bạn. Đúng không nữa, bây giờ mình sẽ về và đi trong, có thể mình sẽ đi luồn lách làm sao trong thành phố Hồ Chí Minh cũng được. Thì đại khái nếu mà theo cái tốc độ này mình sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh là lúc 6 giờ chiều nha các bạn. Mình khởi hành lúc 6 giờ sáng là ngày hôm đầu tiên ha, là 6 giờ sáng ngày hôm đầu tiên. Rồi sau đó mình qua đi một ngày thứ hai, rồi tiếp tục đi một ngày thứ ba, và hôm nay là ngày thứ tư. Ngày thứ tư thì vào đúng 6 giờ tối giờ chiều là mình có mặt, là đúng 4 ngày nha các bạn, đúng 4 ngày các bạn. Các bạn thấy cái khẩu ngữ đúng không? Đó. Ok. Thì cái quốc lộ 1 qua cái đoạn thành phố Tân An thì mình thấy là đường rất đẹp nha các bạn. Lúc đầu là mình tính đi trên cao tốc để mình, nó sẽ ra cái khúc mà Tân Tạo Bình Tân đó các bạn. Nó ra cái khúc mà Bình Chánh đó các bạn. Tức là nó sẽ đâm từ cái khúc mà Tiền Giang cho nó ra tới cái khúc của thành phố Hồ Chí Minh luôn, là mình không có cần phải đi qua Long An các bạn. Mình không cần phải đi qua thành phố Long An, Tân An, Long An các bạn. Nhưng mà do cái xe của mình hết nhiên liệu nên mình phải xuống cao tốc. Mình đi được đoạn là mình xuống cao tốc mình đổ và cùng mình theo quốc lộ 1 mình đi các bạn ha. Rồi, giờ kết thúc rồi chị nha các bạn. Bây giờ là 4 giờ chiều các bạn, mình đang trên đường về đi ngang qua thành phố Tân An của tỉnh Long An nha các bạn. Thành phố Tân An nó rất là phát triển nha các bạn, rất là đẹp, rất là sạch, rất là xanh các bạn nha. Thành phố Tân An thì nó cũng gần thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà được cái là mình thấy họ làm con đường rất là sạch nha các bạn. Bên trong á, bây giờ mình đang đi qua ngoài quốc lộ, đi ngang qua thành phố các bạn. Nhưng mà thực ra bên trong, những cái đường bên trong cũng rất là đẹp các bạn. Đấy, hai bên thành phố Tân An đây, của tỉnh Long An cho bạn xem à. Thành phố Tân An mà đổ về thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó vẫn giống như kiểu là của Đông Nam Bộ nhưng mà cái kiểu địa chất á các bạn, nó giống như Đông Nam Bộ thôi các bạn. Còn bắt đầu nếu mà thực ra mà muốn rõ ràng về cái kiểu địa chất theo kiểu miền Tây Nam Bộ đồng bằng sông Cửu Long á, là từ cái khúc mà Tiền Giang trở đi các bạn thì nó mới rõ ràng các bạn. Tiền Giang rồi Vĩnh Long, Cần Thơ, Long Xuyên là thuộc An Giang rồi đó, rồi Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang rồi đó bạn, rồi Trà Vinh đó, Sóc Trăng đó đó các bạn. Đó là những tỉnh mà thuộc thuần của đông miền Tây Nam Bộ các bạn. Còn Long An nó không có thuần miền Tây đâu các bạn. Long An tại vì cái diện tích của Long An nó cũng quá rộng các bạn, nó quá rộng, nó kéo dài tiếp danh từ đồng thành phố Hồ Chí Minh, nó tiếp danh qua tới Tiền Giang, nên một nửa mà tiếp danh với thành phố Hồ Chí Minh thì nó mang cái kiểu đặc thù, đặc trưng về khí hậu thổ nhưỡng theo kiểu Đông Nam Bộ các bạn. Nhưng mà cái khúc một nửa miền, một nửa của Tân An, một nửa của Long An mà giáp danh với bên hướng Tiền Giang thì nó lại đặc thù, đặc trưng đúng là của thuần đồng bằng sông Cửu Long. Mình khuyên các bạn thật lòng các bạn, các bạn đừng có bao giờ mà có một cái tư tưởng là bán nhà, bán cửa, bán đất ở quê để lên Sài Gòn lập nghiệp. Đừng. Các bạn có thể chấp nhận ở thuê ở Sài Gòn, nhưng sau này chừng 50-60 tuổi, về già lớn tuổi, các bạn sẽ có một cái suy nghĩ giống như mình hiện tại, muốn quay về quê để sống, để hưởng thụ cái cuộc sống ở quê, cái môi trường không khí trong lành. Đây, mình cho các bạn xem đây. Bây giờ hiện tại mình đã vào được trung tâm thành phố rồi.
cái cảm giác xung quanh các bạn thấy không? Các bạn có chịu nổi cái cảnh mà cứ tắc đường như thế này không các bạn? Rất là khó chịu, đúng không? Mình xuyên Việt 13 tỉnh miền Tây trong 4 ngày, mình cũng đi qua các thành phố của các tỉnh miền Tây, tức là đồng bằng sông Cửu Long á, nhưng mình vẫn cảm thấy nó thoải mái. Khi bắt đầu mình về nhà mình ở Sài Gòn, nhà mình thì nó cũng nằm ở vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh thôi, tức là nó thuộc thành phố Thủ Đức. Nhưng có những công việc mình vẫn vào trong trung tâm của Sài Gòn để mình đưa con đi khám bệnh, đưa vợ đi mua sắm hay là công việc gì vô ký những hợp đồng gì đó. Mình rất là ngán cái cảnh này các bạn. Mình ngán rất rất ngán cái cảnh này. Thực sự là như vậy các bạn. Bây giờ là mình chỉ tầm, mình chỉ cứ nói trong tư tưởng mình chỉ là tầm 10 năm nữa là mình không còn muốn ở trong cái thành phố nữa các bạn, thành phố Hồ Chí Minh nữa các bạn. Nếu như các bạn mà đã lỡ bán đất ở quê rồi thì lúc đó liệu rằng các bạn có về quê mua được đất hay không? Xin thưa các bạn, rất khó nha các bạn. Đất ở quê bây giờ cũng không phải là rẻ. Lúc bạn bán thì nó rẻ thật. Bạn bán rẻ để bạn gom cục tiền, bạn lên Sài Gòn bạn chỉ mua được một chút xíu trên một cái góc để gọi là cái che nắng, che mưa, để chui ra chui vào để bạn đi làm tại Sài Gòn thôi. Nhưng sau này bạn muốn quay về lại Sài Gòn quê, bạn mua đất ở quê cũng không hề rẻ đó các bạn. Đó, đó là lý do mà tại sao mình khuyên các bạn đừng có nên mà bán đất ở quê, nhà cửa quê mà chuyển hoàn toàn lên Sài Gòn nha các bạn. Sau này các bạn sẽ hối hận đó. Trừ phi bạn có tiền, thật sự nhiều tiền, bạn muốn mua đâu cũng dễ dàng, bạn quyết định trong một vòng 1 phút 30 giây thì ok. Đó là cái câu chuyện rất đơn giản. À, ví dụ như bạn có tiền thích bán quê lên Sài Gòn sống, hoặc bán nhà ở Sài Gòn về quê sống, nó rất dễ. Còn nếu bạn không phải là người thực sự là nhiều tiền, à các bạn cũng chẳng qua là gom góp chỗ này bán chỗ kia để bạn đổi cái chỗ ở thôi, thì mình khuyên các bạn không. Ok. Đấy, bây giờ mình đang, nhà mình ở thành phố Thủ Đức, tức là quận Thủ Đức cũ các bạn. Bây giờ mình đang về. À, đang về, nhưng mà mình đi ngang qua cái chỗ này mà mình thấy phát nản luôn các bạn.